nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái bản đồ của Suzuki Raider FE150. Rất là đẹp anh em. Thì xe Suzuki này á, để mà độ đẹp á, thì cái phần ghi đông này chính là cái phần mà giúp chiếc xe đẹp nhất anh em ha. Thì xe này được chủ xe lên phía bên trái là một cái cùm công tắc. Công tắc này là công tắc on off anh em ha. Công tắc tắt mở đèn, xi nhan, nói chung là đầy đủ chức năng hết, không thiếu chức năng gì hết, bắt sinh có đầy đủ hết ha. Đó. Cùng công tắc bên trái, công tắc đèn thì chính xác hơn. Đó, thì rất là đẹp anh em ha. Cầu sẵn cho size chia một cái bộ bao tay Daytona. Bao tay Daytona thì rất là đẹp anh em. Bao tay Daytona thì nó có một cái rất là hay, đó là nó không có bị chảy nhựa, nó không bị dẻo như là cái thằng mà bao tay Domino. Rồi, phía trên xe thì chủ xe trang bị cho xe những con ốc titan rất là dễ thương. Còn bên tay phải thì chủ xe trang bị cho xe một cái cùm ga Domino nha. Cái này là cùm Domino 2 giây dưới. Đó. Và một cái ống gù titan. Đó, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Rồi. Và phía bên này là một cùm công tắc là on off anh em ha. Đó, công tắc này công tắc on off này, cái nút đề. Rồi. Cái tay bên phải thì chủ xe trang bị cho xe một cái cùm Brembo Kosakota RCS 17. Cùng rất là đẹp luôn nha. Thì cùng này giá ngoài thị trường bây giờ là có giá gần 7 triệu nha ha. Cái này là gần 7 triệu rồi. Cùng Domino là gần 2 triệu, cùng đề hơn 1 triệu một xíu. Bình dầu này khoảng 400 tới 450 tùy chỗ bán anh em ha. Rồi, cùng công tắc đề này cũng vậy, 1.850.000. Cặp bao tay này là giá thị trường khoảng 400 450 tùy theo từng chỗ bán anh em nhé. Bên này là một cùm TWM. TWM này chủ xe nếu mà tháo cái bao da này ra thì nhìn nó sẽ dễ thương hơn nhiều anh em ha. Cùm này bóp thì rất là sướng. Đó, TWM. Rồi. Phía dưới thì để trang bị cho cái thắng RCS 17 Kosakota này á, thì chủ xe trang bị cho xe một con heo Rando 4 bit anh em. Đó, con heo to vật vã màu vàng. Bởi vậy cái xe này á, lên con heo này rất là nổi anh em ha. Ban ngày thì nhìn cái dàn áo này là màu xanh, còn ban đêm thì nhìn màu đen. Thành ra con heo này nó sẽ làm nổi bật cái chiếc xe lên. Đi kèm với đó là một cái dĩa Frando. Đây, dĩa 320. Anh em mà muốn những con heo 2 bit hoặc heo 4 bit này ăn full được 4 tháng á, thì anh em phải lên cái dĩa 320. Một cọng dây dầu ơ rất đẹp. Cọng dây dầu ơ này là 1 triệu, khoảng 1 triệu 8 anh em ha. Con heo này thì gần 5 triệu. Cái dĩa này là 2 triệu 8. Cặp mâm Racing Boy 10 cây rất là chắc chắn. Rồi. Phía bên này thì chủ xe trang bị cho xe một cái miếng lọc nhớt PP Technic. Cái này anh em có thể liên hệ với PP Technic để mua được này anh em ha. Và 400 một cái. Rồi. Phía sau này thì một cái ben dầu Brembo rất là đẹp. Đó. Cái ben này là thắng cắm đầu anh em ha. Rất là ăn luôn. Một cộng với dầu ơ luôn. Phía sau thì chủ xe cũng trang bị cho xe một con heo Prando 2 bit đối xứng. Quay xuống anh em ha. Con heo này và cái bát này thì anh em có thể quay lên quay xuống gì đều được hết. Đó, xe quay rất là nhẹ nhàng. Rồi. Bên này mới nhìn mới đẹp trai này. Bên này là một cái phuộc ô lìn anh em ha. Trên xe có những cái điểm nhấn màu vàng. Thì xe này chủ xe có cái phuộc màu vàng này. Cái ben dầu màu vàng. Rồi. Thì để cho xe nó an toàn hơn khi mà lên con 4 bit thắng cắm đầu á, thì chủ xe trang bị cho xe một cái trợ lực ô lìn anh em, trợ lực kẹp sườn, bánh kẹp sườn rất là đẹp anh em ha. Đó. Đó. Đây là tổng thể ghi đông của con xe. Anh em mà nhìn thấy cái ghi đông của con xe này là anh em ghiền liền luôn á. Rất là đẹp anh em ha. Rồi, mình sẽ quay tổng thể con xe cho anh em coi. Đây, rất là chất, nhìn rất là ngầu anh em ha. Đó. Rồi, xin cảm ơn anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ha. Anh em là có nhu cầu đổ xe thì liên hệ đồng tín shop anh em ha. Rồi, xin chào anh em.